Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi áo bắt bướm bên cánh cành bờ ao, tình yêu lắm sâu đã đi vào cõi nhớ. Hoa ấy trông cho mình hay ngắm nhìn chặt lên, sẽ cho cái phần tùy vật các nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke với trị giá là 12.500.000 đồng các bác nhé. 12.500.000 đồng. Thì với bộ cấu hình karaoke này thì em có sử dụng một cặp BOB 2000 các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây là BOB 2000 hàng China các bác nhé. Hiện tại với cặp BOB này em đang bán với giá là 4.800.000 đồng các bác nhé. 4.800.000 đồng. Sử dụng hai chép, bốn chép các bác nhé, bốn chép và một bát 30, một bát 30. Hàng này là hàng China nhập các bác nhé, sử dụng từ kép. Tiếng con này thì rất là ấm, tiếng bát thì cực kỳ là uy lực. Thì với một bộ cấu hình này thì em có sử dụng một cục đẩy, đó là một cục đẩy LA450 các bác nhé. Cục đẩy LA450 này với công suất là 400W trên một cây, sử dụng mạch class 2H. Thì nó rất là ok khi đánh một cặp bát 30 này. Cục này thì nó có hai main xử lý tín hiệu, mỗi một main trong một kênh các bác nhé, thì cho cái chất âm cực kỳ là sáng. Đấy, tiếng rất là sáng và cái âm thanh ra rất là sạch sẽ. Thì với cục đẩy này em đang bán với giá là 3.700.000 đồng. Tiếp theo với bộ này thì em có phối ghép với con vang CIKM8X. Con vang này thì với 8 chế độ effect các bác nhé, các bác cùng nhìn vào thì sẽ sử dụng đến 8 chế độ effect này. Thì các bác sẽ có thể thấy là 8 chế độ này thì có 4 chế độ echo và delay và 4 chế độ reverb các bác nhé. Đấy, thì em sẽ thử từng mốt cho tất cả các bác cùng xem. 6, 7, 8, 9, đây là mốt 1 delay nhé, mốt 2 room nhé. Được, 1, 2, 5, 6, mốt 3 là echo. Được, được 6, được 6. Chế độ 4 là reverb này. Được, 6, 7, 8, 9. Chế độ thứ 5 là Eco Reverb. Được, được, được. 6, 7, 8, 9. Chế độ thứ 6 là Stealth Room. Được, được, 6, 7. Chế độ thứ 7 là Stealth Delay. Được, được. Chế độ thứ 8 là hát cao nhất. Đấy, thì bình thường thì anh em hay để hát ở cái chế độ thứ 5 này, tiếng rất là ok. Thì bình thường nói thì em sẽ để chế độ thứ 4. Đấy, thì với con vang này thì có luôn cả cổng quang và Bluetooth cao nhất. Và lưu ý với tất cả các bác là con này là bản mới nhất nên nó sẽ được cải tiến về phần âm lượng. Thì cái phần mic và phần effect chúng ta chỉ cần để một chút thôi. Tiếng effect, tiếng echo reverb và tiếng mic nó cũng rất là to rồi. Đấy, các bác có thể thấy nó vừa nhích đều lên một chút thì tiếng nó rất là to. Đấy, và con này thì chống ú rất là ok các bác nhé. Thì với một bộ cấu hình này thì em có sử dụng một mic, đó là một mic Suo UX1235 mã. Hiện tại bộ mic em đang sử dụng đây các bác nhé. Bộ mic này thì với giá hiện tại đang là 1.900.000 đồng. Các bác có thể nhìn thấy cái lớp sơn này rất là chất lượng đúng không ạ? Rất là chất lượng đúng không ạ? Rất là chất lượng. Đấy, chống ú cũng rất là tốt. Con này thì rất là ok các bác nhé, với giá 1.900.000 đồng. Đấy, thì với một bộ cấu hình như này các bác cũng đã thấy rồi, giá rất bình dân các bác nhé, giá chỉ 12.500.000 đồng thôi, thì chúng ta sở hữu một bộ karaoke cho dùng trong gia đình rất là ok. Thì với một bộ cấu hình như này thì anh em có thể đánh được trong những phòng tầm 20m² các bác nhé. Chất âm thì rất là dễ. Và con này điều đặc biệt là nó có thể chỉnh được reverb độc lập các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy là đây là nút reverb. Đó, nút reverb. Và ngoài ra thì nó có phần nâng tiếng cho phần mic các bác nhé. Phần EQ mic thì nó có phần exciter, nó có phần nâng tiếng. Đấy, các bác có thể thấy. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh bass check của phần mic và phần music. Đấy, cái này thì rất là dễ và tiện sử dụng. Thì với một bộ cấu hình như này, các bác có thể thấy là chống ú tốt, tiếng ca rất là hay.
nghe nhạc cũng rất là ok. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Đó, các bác xem kênh thấy hay thì các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông các bác nhé. Thì các bác có thể thấy là nếu mà nói thì chúng ta có thể sử dụng cái mốt này, và nếu mà hát thì anh em chỉ cần ấn thôi, ấn một nút, đó là nút chuyển mốt thứ năm thì là anh em có thể hát karaoke rất là tuyệt vời. Đó, các bác có thể thấy là rất là ok đúng không ạ? Thì với con vang này là một con vang giá đang rất là tốt các bác nhé, giá đang rất là tốt. Thì các bác cũng đã thấy là nếu mà bình thường con vang này em đang bán với giá là 2.600.000 đồng thì ngày hôm nay giá chỉ còn 2.200.000 thôi các bác nhé. 2.200.000 một con vang cực kỳ tuyệt vời, giá rất hấp dẫn cho anh em. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua lẻ từng thiết bị, các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em có bán lẻ từng thiết bị các bác nhé. Hoặc là bác nào lấy cả một combo này, các bác liên hệ trực tiếp cho bên em. Rồi, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau.